chương 31 Thọ huyết đề luyện chi pháp, tàng thư các Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trần Trường An Hiếu Kỳ, cái gì là thọ huyết? Đan Phong Tử Cung Kính nói, nghe đồn tại thượng cổ thời kỳ, có một tôn đại ma đầu đang sử dụng các loại tăng thọ chi vật về sau, đã rất khó lại tăng thọ, tại thọ mệnh chung kết lúc lại sáng tạo ra phát rồ thọ huyết đề luyện chi pháp, có thể đem sinh mệnh tinh khí tràn đầy tu sĩ chém dết tinh luyện, đề luyện ra thọ huyết có được tăng thọ hiệu quả, đồng thời có thể vô hạn tăng thọ, không có hạn chế. Cuối cùng, vì kia đại ma đầu dựa vào môn này thọ huyết đề luyện chi pháp thu được kinh hải người thọ mệnh, dựa vào to lớn thọ mệnh, đoạt được tiên đế đạo quả, trở thành cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thọ huyết ma tôn, khoảng cách tiên đế chi cảnh cách xa một bước, nhưng bực này thọ huyết tà thuộc vốn là thiên địa không dung. Đại trọng tu tiên giới sao lại để bực này ma đầu trở thành tiên đế, liền cùng vây công, đem hắn thành công đánh giết cuối cùng thọ huyết đề luyện chi pháp. Cũng cứ thế biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Nói đến đây, Đang phong tử không khỏi cảm thán. Nếu người nào có thể nắm giữ dài dằn giặc thọ mệnh, liền xem như thiên phú không được, dựa vào dài dằn giặc thọ mệnh đi chồng chất, sợ là đều đã trở thành tiên đế. Làm trần trường an nghe xong Đang phong tử nói, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Thế gian này lại còn có bực này kỳ diệu thọ huyết đề luyện chi pháp. Thế gian này, Đối Trần Trường An lớn nhất lực hấp dẫn, không ai qua được gia tăng thọ mệnh. Nếu như hắn có thể được đến thọ huyết đề luyện chi pháp, cái này không phải liền là mang ý nghĩa có liên tục không ngừng thọ mệnh, cũng không cần lại vì tiêu hao thọ mệnh mà phát sâu. Trần Trường An lại nói, nói như vậy, giọt này thọ huyết có tăng thọ hiệu quả. Đan Phong Tử gật đầu, ta thi đà giáo một vị thái thượng trưởng lão từng tại một chỗ bí cảnh đạt được một giọt thọ huyết tăng thọ 300 năm. Đồ tốt. Lúc này, cái kia một giọt thọ huyết hướng đại điện bên ngoài bay đi. Nhưng đang phong tử sớm có phòng bị, tế ra một cái bình ngọc, đem giọt kia thọ huyết phong tàn tại trong bình ngọc. Hắn nói, đại nhân, cái này thọ huyết cần dùng đặc thù ngọc khí bảo tồn, nếu không bên trong sinh mệnh tinh khí sẽ trôi qua, tăng thọ hiệu quả liền không có rõ ràng như vậy. Một bên kim dương nóng mắt giọt này thọ huyết hắn nếu là đem giọt này thọ huyết hiến cho trong tộc trưởng lão định sẽ nhận được phong phú ban thưởng nhưng cũng tiếc thọ huyết đã rơi vào đang trong tay người điên kim dương tâm lý thở dài hắn cũng không dám theo một cái vương hầu trong tay cướp đoạt sở dũng thiên ngược lại không có bao nhiêu nóng mắt hắn bây giờ đang là trung niên thọ mệnh còn rất dài cùng giọt này thọ huyết so sánh hắn càng lo lắng là nữ nhi của hắn tình huống hiện tại đến tột cùng thế nào công tử nữ nhi của ta hôn mê phải chăng cùng giọt này thọ huyết có quan hệ trần trường an gật đầu đúng nhưng ta còn chưa kịp đem tiêu trừ giọt này thọ huyết thì chính mình chạy ra ngoài cái kia nữ nhi của ta làm sao còn không có tỉnh cũng nhanh thôi nói xong ánh mắt của hắn rơi vào đang trong tay người điên cái kia bình ngọc phía trên ý đồ rõ ràng đang phong tử mặc dù rất kinh hỉ thu hoạch được giọt này thọ huyết nhưng hắn cảm giác được trần trường an ánh mắt trong lòng một lộp bộp hắn có thể giết ta thi đà giáo hai vị vương hầu trưởng lão chắc hẳn tu vi cảnh giới càng cao cái này mang ý nghĩa tuổi thọ của hắn vô cùng có khả năng càng ít thứ này ta nếu là lấy đi hắn tất nhiên không sẽ bỏ qua ta có thể hay không có thế sống mà đi ra thành chủ phủ đều vẫn là ấn số cho nên vì cái mạng nhỏ của mình đang phong tử mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn là liền vội vàng đem cái này chứa đựng thọ huyết bình ngọc giao cho Trần Trường An. Trần Trường An cho đang phong tử một cái lão huynh để rất hiểu chuyện ánh mắt, sau đó đầy mang mỉm cười đem bình ngọc thu vào trong lòng. Lúc này, sở vô sương truyền đến một đạo nhẹ nhàng thân, ngâm, dần dần tỉnh lại, có chút mơ mịt, không biết phát sinh cái gì. Sở dũng thiên đại hỷ. Nữ nhi, người rốt cục tỉnh. Sở vô sương rất suy yếu, bờ môi trắng bệt phụ thân, chúng ta không phải tại Đại Long Sơn sao? Sở Dũng Thiên nói, ngươi lúc đó bị mưa máu xối bên trong, lâm vào hôn mê, nguyên lai là một giọt thọ huyết tại quấy phá, may ra may mắn mà có vị này công tử xuất thủ tương trợ, vì ngươi đem thể nội giọt kia quấy phá thọ huyết bức ra. Sở Vô Sương theo Sở Dũng Thiên ánh mắt nhìn về phía Trần Trường An. Nàng mặc dù còn rất yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, nhưng thần sắc theo có mấy phần thanh lãnh, đối Trần Trường An cảm kích nói, đa tạ công tử tiện tay mà thôi thôi kim dương nhìn lấy tình cảnh này nghiến răng nghiến lợi trong lòng phẫn nộ cái kia cảm kích hẳn là hắn mới đúng đều là cái này tên đáng chết xấu hắn chuyện tốt sở dũng thiên cung kính nói công tử cứu tỉnh ái nữ không biết muốn cái gì thù lao ta có thể cho nhất định sẽ không bạc đãi công tử trần trường an nói ngoại trừ cái kia có linh thạch bên ngoài hy vọng sở thành chủ làm cho ta đi thành chủ phủ tàn thư các một duyệt. Tàn thư các một duyệt. Sở Dũng Thiên rất là nghi hoặc, không nghĩ tới Trần Trường An muốn, đúng là cái này. Đối Trần Trường An mà nói, hắn đối với tu tiên giới hiểu vẫn là quá ít, cái này sở Dũng Thiên thân là thiên võ thành thành chủ, chắc hẳn tàn thư các bên trong văn thư lưu trữ không ít, có lẽ có thể được đến tin tức hắn muốn. Thì liền sở vô sương nghe, cũng không nhìn được nhìn nhiều hắn hai mắt. Công tử ân cứu mạng, ngoại trừ tàn thư các bên ngoài, như còn có cái gì đều có thể cứu việc nói ra, phụ thân sẽ thỏa mãn ngươi. Trước mắt cái này Trần Trường An, tu vi rất yếu, chỉ là dưỡng huyết sơ kỳ giả tu, nhưng sở vô sương đối với cái này ân nhân cứu mạng, vẫn là lòng mang cảm kích. Trần Trường An nói, đã vô sương cô nương đều nói như vậy, cái kia Trần Mổ cũng không khách khí, không biết thành chủ phủ nhưng có thọ đan, thọ dược, tăng thọ chi pháp hoặc luyện thể chi pháp thọ đan thọ dược tăng thọ chi pháp luyện thể chi pháp cái này để sở vô sương cùng sở dũng thiên rất là xấu hổ thọ đan thọ dược cực kỳ trân quý ngoại giới khó tìm mà tăng thọ chi pháp bọn họ tuy có nhưng thọ pháp truyền thừa gia tộc há có thể ngoại truyền mà luyện thể chi pháp ai đi thu thập loại này vật vô dụng khụ khụ công tử cần thiết những thứ này ta bên này chỉ sợ không có thọ pháp chính là truyền thừa chi pháp, không thể ngoại truyền, xin lỗi. Sở Dũng Thiên nói xin lỗi. Công tử vẫn còn có cần sao? Sở Vô Sương hỏi. Trinh Trần Trường An lắc đầu. Được rồi, liền để ta đi tàn thư các ở một lúc. Đúng rồi, nếu quả thật có nhu cầu, thành chủ có thể đem bằng hữu của ta chấp pháp vệ lâm lôi tấn thăng đề bạc dưới, là hắn dẫn ta tới cho con gái của ngươi xem bệnh. Lâm lôi, tốt, ta nhớ kỹ sở dũng thiên đem lâm lôi tên ghi lại nghĩ thầm may mắn mà có lâm lôi nếu không phải hắn tìm đến trần trường an nữ nhi của hắn chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại quay đầu nhất định phải ban thưởng hắn đồng dạng sở dũng thiên cũng nhìn ra trần trường an người này bất phàm mặc dù tu vi yếu tiểu nhưng đối mặt bọn hắn những vương hầu này nhưng cũng không kiêu ngạo không tự ti vô cùng có khả năng lai lịch không nhỏ cái này khiến sở dũng thiên có chút hiếu kỳ trần trường an đến tột cùng là lai lịch gì xem ra quay đầu phải hỏi một chút đan đạo hữu hắn đối trần trường an cung kính như vậy chắc hẳn biết một số đan phong tử nói sở đạo hữu đã ngươi ái nữ đã tỉnh lại ta còn có việc liền đi trước nói xong đối trần trường an chắp tay thi lễ một cái đại nhân ta liền đi trước tuy nhiên mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng đan phong tử trong lòng do dự không biết trần trường an đến tột cùng có thể hay không thả hắn rời đi may ra trần trường an chỉ là nhàn nhạt gật đầu cũng không có làm khó hắn cái này khiến đan phong tử triệt để thở dài một hơi vội vàng rời đi thành chủ phủ kim dương không nói gì chỉ là lạnh lùng lườm trần trường an liếc một chút liền cùng sở dũng thiên sở vô sương một giọng nói cáo từ quay người rời đi kim dương cùng đan phong tử sau khi đi sở dũng thiên để sở vô sương để thị nữ chiếu cố thật tốt nàng nghỉ ngơi, sau đó đối Trần Trường An nói. Công tử, ta dẫn ngươi đi tàn thư các. Tốt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32 Chấp pháp phó thống lĩnh, thâm tàn bất lộ A, à, nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lâm lôi tại đại điện đợi đã lâu. Đi qua đi lại. Chậm chạp không thấy Trần Trường An từ sau điện trở về làm sao cùng cái khác y sư không giống nhau a à? những y sư kia rõ ràng rất nhanh liền đi ra trường an đều đi vào có một hồi làm sao vẫn chưa về lầm lôi có chút tâm hỏng lo lắng trường an có phải hay không là quá trẻ tuổi thành chủ đại nhân không tin hắn là y sư bị trở thành tên lừa đảo trường an có thể hay không bị thành chủ đại nhân một bàn tay cho đập chết rồi thành chủ đại nhân đập chết trường an cái mạng kế tiếp sẽ không đến phiên ta đi Lâm lôi hai chân nhịn không được có chút trung lên. Nhất là gần nhất hai ngày này, thành chủ đại nhân bởi vì sở vô sương, tâm tình thật không tốt. Ngay tại lâm lôi suy nghĩ lung tung lúc, đã thấy sở dũng thiên mặt mỉm cười, cung kính đem trần trường an mang ra. Lâm lôi kinh ngạc, thành chủ đại nhân vì sao như vậy cao hứng. Còn có đối trường an vì gì cung kính như thế? Lâm lôi liền vội vàng tiến lên, trường an, thế nào? sở dũng thiên trên mặt ôn hòa nụ cười, công tử, vị này cũng là người nhất lên hảo hữu, lâm lôi tiểu huynh đệ. Lâm lôi thụ sủng nhược kinh. Hắn một cái nho nhỏ chấp pháp vệ, cao cao tại thượng thành chủ lại biết tên của hắn, đây chính là hóa thần cảnh vương hậu A, lại gọi hắn tiểu huynh đệ. Cái này khiến lâm lôi không khỏi lân lân, lời này thế nhưng là rất đáng phải ở bên ngoài khoác lát A. Các ngươi biết không, thành chủ đại nhân xưng hô ta tiểu huynh đệ là hắn, lôi tử, ta đi một chuyến tàn thư cát, chốc lát nữa lại tới tìm ngươi. Trần Trường An vỗ vỗ lâm lôi bả vai. Há, tốt, tốt. Lâm lôi có chút mộng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Dũng Thiên đối phía sau quản sự nói, lâm lôi tiểu huynh để an bài, thì giao cho ngươi. Tuân mệnh, thành chủ. Sở Dũng Thiên mang Trần Trường An rời đi đại điện sau. Lâm lôi nhìn về phía quản sự, đại nhân, cái này đây là có chuyện gì quản sự mỉm cười như là trước kia hắn căn bản sẽ không trả lời một cái nho nhỏ chấp pháp vệ nhưng bây giờ không đồng dạng lâm lôi mang tới hảo hữu chữa khỏi tiểu thư trần trường an thế nhưng là thành chủ đại nhân ân nhân quản sự không dám đắc tội lâm lôi cười nói vị này công tử đem tiểu thư chữa khỏi lời này vừa nói ra lâm lôi trừng to mắt như bị sét đánh đồng dạng cái gì trường an chữa khỏi tiểu thư ta không nghe lầm chứ quản sự nói không nghe lầm liền kim gia thiên tài luyện đan sư cùng thi đà giáo lục phẩm luyện đan sư vương hầu trưởng lão đều vì tiểu thư đã chữa bệnh nhưng không có biện pháp nào công tử rất nhẹ nhàng liền chữa khỏi tiểu thư không nghĩ tới lâm huynh để lại vẫn nhận biết dạng này một vị y thuật cao minh công tử lâm lôi sau khi hết khiếp sợ thần sắc có chút phức tạp Hắn vốn là muốn để Trần Trường An tới tùy tiện lừa gạt một chút, sau đó kiếm lấy cái kia một trăm linh thạch trả thù lao. Nhưng nào biết được, Trần Trường An vậy mà chữa khỏi sở vô sương. Gia hỏa này quả nhiên đạt được hoàng lão đầu chân truyền. Lâm lôi ho nhẹ hai tiếng, đối quản sự không biết xấu hổ nói. Ta làm thành chủ phủ chấp pháp vệ, thành chủ đại nhân sự tình chính là chuyện của ta, thành chủ đại nhân lo lắng ái nữ an nguy, cho nên ta cố ý mời tới hảo hữu hắn mặc dù tại trong thành điều thấp, nhưng y thuật ngươi cũng thấy được, có thể trị hết tiểu thư, ta cũng an tâm. Quản sự nói, có ngươi dạng này một vị tâm hệ thành chủ phủ chấp pháp vệ, là thành chủ đại nhân may mắn, hắn đã hạ lệnh, kể từ hôm nay, ngươi chấp pháp vệ thân phận tấn thăng làm chấp pháp phó thống lĩnh, Bỗng lộc đề thăng làm mỗi tháng 20 khối linh thạch, mặt khác lần này chữa khỏi tiểu thư, thành chủ đại nhân mặt khác ban thưởng ngươi hạ phẩm linh thạch 5.000 khối. Lâm lôi lại mở to hai mắt nhìn. Cái này kinh hỉ, thật sự là một đợt nối một đợt. Ta, ta không có nằm mơ a. À. Quản sự cười nói, sao lại là nằm mơ, cái này may mắn mà có ngươi có dạng này một cái hảo bằng hữu. Đang khi nói chuyện, cái này quản sự tình thanh âm đàm thoại bên trong cũng khó khăn che đậy hâm mộ. Năm nghìn hạ phẩm linh thạch, đã là một khoản cực lớn tài phú, lâm lôi có những cái này linh thạch, tại thiên võ trong thành cũng coi là người có tiền đúng vậy à may mắn mà có ta có dạng này một cái hảo hữu lâm lôi nhếch miệng lên không cầm được mỉm cười trần trường an cho hắn kinh hỉ thực sự quá lớn nếu không phải trần trường an đi tàn thư cát lâm lôi đều hận không thể đem trần trường an ôm thân hai miệng phát tài phát tài phó thống lĩnh đi thôi ta hiện tại dẫn ngươi đi một chuyến chấp pháp vệ nhận chức sau đó đi khố phòng nhận lấy linh thạch. Tốt, tốt, tốt. Lâm lôi thật là vui. Nguyên bản hắn chính phát sầu muốn như thế nào mới có thể đem mình thích nữ nhân cưới được tay. Hiện tại thế nào? Có cái này năm nghìn linh thạch, hắn từng khối nền ở cha vợ trên mặt, nhìn hắn còn phản đối không phản đối. Huống chi, thân phận của hắn bây giờ vẫn là chấp pháp đội phó thống lĩnh đâu. Tàn thư cắt ở vào thành chủ phủ một mảnh tỉnh mịch hoa viên, là một tòa chừng cao bảy tầng lầu cát nhìn qua hiển thị rõ khí phái sở dũng thiên nói công tử đây chính là tàn thư cát ngươi muốn nhìn cái gì cứ việc nhìn là được đương nhiên cái này trong thời gian ngắn công tử muốn đem ta thành chủ phủ tàn thư cát xem hết cũng không phải cái gì chuyện đơn giản công tử hôm nay không nhìn xong đằng sau tùy thời cũng có thể đến tàn thư cát ta còn có việc thì không bồi công tử trần trường an gật đầu nhanh chân tiến vào tàn thư các. Tại Trần Trường An tiến vào tàn thư các về sau, sở dũng thiên nghĩ nghĩ, xuất ra truyền tin phù cho lúc trước trời đi thi đà giáo Đan Phong Tử truyền đi tin tức. Đan Phong Tử tại gặp được Trần Trường An, cử động của hắn thật sự là quá kỳ quái, đi được cũng vội vàng. Thậm chí, sở dũng thiên ẩn ẩn có thế theo Đan Phong Tử trên thân, cảm nhận được hắn đối Trần Trường An kiên kỵ, thậm chí là e ngại. Đi trên đường. Sở Dũng Thiên rất nhanh nhận được Đan Phong Tử truyền về tin tức. Làm xem hết, cho dù là Sở Dũng Thiên là đường đường hóa thần cảnh vương hầu, giờ phút này cũng không nhìn được quá sợ hãi, giật nảy mình. Hắn giết thi đà giáo thạch u cùng cổ tu ma hai vị vương hầu trưởng lão. Tin tức này chấn kinh đến Sở Dũng Thiên một câu đều nói không nên lời, hít sâu một hơi. Nghĩ không ra hắn càng như thế thâm tàn bất lộ hắn biết thi đà giáo đại giáo công pháp có thể thông qua thi huyết quan khóa chặt hung thủ giết người, cũng khó trách đang phong tử tại đi vào thành chủ phủ, nhìn thấy Trần Trường An thứ nhất mắt, liền phát hiện không hợp lý. Tất nhiên là nhìn thấy trên người hắn thi huyết quan. Nghĩ đến cái này nhìn như thiếu niên thông thường đúng là chém giết vương hầu thâm tàn bất lộ cường giả, hắn liền không khỏi một trận hoảng sợ. Còn tốt không có có đắc tội vị này công tử. Dù sao, sớm tại sở dũng thiên tại mang theo sở vô sương về trước khi đến hắn liền đạt được liên quan tới thiên võ thành có một vị tuyệt thế cường giả tin tức thi đà giáo thạch u trưởng lão muốn đồ thành đã quấy rầy trong thành một vị cường giả bí ẩn sau đó liền bị người một cái tay cho nhẹ tô lại tỉ mỉ nhạt bóp nát lúc ấy nghe được tin tức này lúc sở dũng thiên rất khiếp sợ càng hiếu kỳ cái kia giấu ở thiên võ thành cường giả bí ẩn thân phận bây giờ biết đại khái chỉ sợ sẽ là thiếu niên này Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Bá Kiệt Võ Thánh Mộ, sợ ngay người lâm lôi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tàn thư các bên trong. Đừng liệt kê lấy lít nhà lít nhít sách. Trần Trường An cầm lấy một bản, vận dụng thần não, bắt đầu đọc qua. Hắn đọc qua rất nhanh, thì thô sơ giảng lược nhìn một lần, bất quá mấy hơi thở, một quyển sách liền đọc qua hoàn tất nhưng cũng không có tìm được hắn muốn ngay sau đó mở ra thứ hai quyển sách tịch bắt đầu tìm kiếm nửa canh giờ trôi qua tàn thư các bên trong các loại thư tịch trần trường an cũng lật xem một phần ba hắn thở dài một hơi đem trong tay sách khép lại quả nhiên cho ta dự đoán không sai biệt lắm liên quan tới tu tiên luyện thể chi đạo sớm đã xuống dốc nhiều năm thì liền thành chủ phủ tàn thư các bên trong cũng không có bao nhiêu quan ở phương diện này ghi chép Ngược lại là Trần Trường An thông qua đọc qua tàn thư các bên trong những thứ này tu tiên sách, hiểu rõ càng nhiều có quan hệ tu tiên tin tức. Vô luận là thần thông pháp thuật, phù lục, trận pháp, đan đạo, đều có thu hoạch, đạt được không ít hiểu rõ nắm giữ, xem như mở rộng tầm mắt. Một số cơ sở pháp thuật, Trần Trường An càng là thông qua thần não xem xét liền sẽ. Nhưng cũng tiếc hắn bây giờ tu vi cảnh giới, chỉ có dưỡng huyết sơ kỳ, pháp lực chưa sinh cho dù là thi triển cấp thấp nhất pháp thuật đều làm không được. Lệnh hắn rất bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ nhiều thi triển một chút pháp thuật nhìn xem là cái dạng gì. Cho dù là cấp thấp nhất hỏa cầu thuật cũng được. Tiếp đó, Trần Trường An lại toàn thân tâm đầu nhập tàn thư các cuồng cuộn thư hải bên trong. Thiên tướng hắc. Trần Trường An rốt cục đem tàn thư các tất cả đều xem hết, hắn duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy xương sống thắt lưng mỏi mệt nhưng may mắn là trần trường an cuối cùng tại tàn thư các bên trong vẫn là có một chút thu hoạch tuy nhiên liên quan tới thể tu chi đạo tàn thư các bên trong ghi chép rất ít may ra công phu không phụ lòng người trần trường an sau cùng tại một bản sách cổ bên trong ngoài ý muốn biết được một đầu vạn năm trước tư liệu tin tức vạn năm trước từng có một tên cái thế võ thánh tên phách kiệt mà liên quan tới võ thánh chính là đi thể tu chi đạo thể tu tại cường đại đến trình độ nào đó chỗ thiên địa sắc phong thánh hào. Nghe đồn có thế tu luyện tới võ thánh thể tu, nhục thân cực kỳ khủng bố cường đại, thọ mệnh đã lâu, cũng là một giọt máu đều ẩn chứa gần như khủng bố uy năng, có thế tùy tiện nệnh diệt một tòa núi cao, càng có thế tu luyện ra tích huyết trọng sinh đáng sợ thần thông. Sách cổ ghi chép, tại vạn năm trước thiên võ thành phiến đại địa này, nghe đồn võ thánh bá kiệt tọa hóa về sau, Hắn đem võ thánh mộ thì giấu ở phiến đại địa này, người nào nếu là có thể tìm tới võ thánh mộ, liền có hắn võ thánh truyền thừa, nhất phi trùng thiên. Chi tiết, trải qua trên vạn năm thời gian, không người tìm tới võ thánh mộ mà đi qua nhiều như vậy, thậm chí rất nhiều người cũng đã đem bá kiệt võ thánh mộ quên, chỉ có thể ở trong sách cổ tìm tới một số dấu vết để lại. Trần Trường An nghĩ thầm, ta nếu là có thể tìm tới bá kiệt võ thánh mộ có lẽ có thể tìm tới một môn thượng cổ thể tu pháp môn. Hắn không có tu tiên thiên phú, huống chi đã có 999 ức vạn năm vô địch tu vi, cảnh giới đã sớm đạt đến cực hạn, đã không có lại đề thăng đột phá tất yếu, cái này khiến hắn không cách nào tu luyện pháp thuật thần thông, tăng lên thọ mệnh. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thể tu một trên đường. Chỉ mong đừng cho hắn thất vọng. Quay lại tìm một chút dịp hồng anh, nhìn nàng có không có liên quan tới võ thánh mộ manh mối trần trường an đi ra lúc đã thấy tàn thư các bên ngoài cái kia thân mặc một thân đẹp trai kỳ lân phục lâm lôi lôi tử ngươi làm sao ở chỗ này trường an ngươi ngốc a à, ngươi chữa khỏi sở vô sương đây chính là một cái công lớn ngươi làm sao muốn cái yêu cầu này tàn thư các bên trong những sách này có gì đáng xem lâm lôi gặp trần trường an đi ra liền có chút chỉ tiết trèn sắc không thành thép thuyết giáo nói Trần Trường An không có giải thích, cười nói: "Ngươi cái này người mặt thật đẹp trai." Lâm Lôi cười hắc hắc, đem lòng ngực hết: "Đẹp trai đi, đây chính là thành chủ phủ chấp pháp vệ quản sự thống lĩnh cùng phó thống lĩnh mới có thể mặc phục sức, đây là đến may mắn mà có ngươi chữa khỏi tiểu thư, để cho ta theo ngươi cũng dính ánh sáng, hiện tại đi ra ngoài, người người đều kính sợ ta, thì liền cái kia trước kia đều không nhìn thẳng xem ta đại thống lĩnh, bây giờ đều đối với ta vẻ mặt vui cười đón lấy." Thắng không khỏi cảm thán, đây chính là địa vị mang tới chỗ tốt, được người kính ngưỡng. Trường An A, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta, đây hết thảy ta có thể nói là nghĩ cũng không dám nghĩ, còn phải là ngươi, đến để cho ta ông một cái. Trần Trường An mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, cách ta xa một chút, ta không thích nam nhân. Hắc hắc, Lâm Lôi còn nói thêm, ngoài trừ phó thống lĩnh chức vị này thành chủ đại nhân ban thưởng ta 5.000 hạ phẩm linh thạch, lần này trên cơ bản đều là công lao của ngươi, ta đem linh thạch đều cho ngươi. Lâm lôi móc ra năm tấm linh phiếu, mỗi một trương đều là 1.000 hạ phẩm linh thạch mặt giá trị, muốn giao cho Trần Trường An. Trần Trường An lắc đầu cự tuyệt. Ngươi không phải muốn lấy vợ à, chính mình giữ đi. Vậy còn ngươi? Trần Trường An mỉm cười. Trên người ta linh thạch đủ đây chính là năm nghìn linh thạch ngươi thật không muốn lâm lôi một bộ nhìn giống như kẻ ngu thần sắc nhìn về phía trần trường an trần trường an cũng không giải thích chỉ là đem một cái trữ vật giới chỉ ném đến lâm lôi trong tay làm gì để ngươi xem một chút cái gì mới là giàu làm hảo hữu của ngươi ta có cần phải để ngươi cải biến một chút ngươi cái này nhà quê không có thấy qua việc đời sắc mặt lâm lôi xem thường năm nghìn linh thạch còn không gọi giàu hắn không tin trần trường an cái này viên trữ vật giới chỉ bên trong có thể có bao nhiêu linh thạch nhiều nhất một hai trăm khối nhưng nào biết được hắn thần thức vừa tiến vào trữ vật giới chỉ bên trong liền gặp đến bên trong lít nha lít nhíp linh thạch lóe ra pha trộn hào quang chói sáng lâm lôi sợ ngay người cả người trừng to mắt nắm thảo trường an ngươi 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 từ đâu tới nhiều linh thạch như vậy hắn đại khái xem chừng cái này viên trữ vật giới chỉ bên trong linh thạch sợ là có hơn trăm vạn, thì liền trung phẩm linh thạch, thậm chí là thường phẩm linh thạch đều có. Lâm lôi bị hù dọa, thẳng nuốt nước miếng. Trần Trường An nói. Ta dết thi đà giáo một tên trưởng lão theo chỗ của hắn có được. Lâm lôi mặt mũi tràn đầy không tin. Thì ngươi. Ngươi một cái dưỡng huyết sơ kỳ giả tu, còn dết thi đà giáo trưởng lão ngươi có biết hay không thi đà giáo thế nhưng là hợp châu đỉnh cấp ma đạo thế lực có thể trở thành trưởng lão nhân vật tu vi làm sao cũng là hóa thần cảnh vương hầu cùng thành chủ đại nhân là cùng một cảnh giới đại nhân vật nói thực ra cái này trữ vật giới chỉ ngươi đến cùng từ đâu tới không phải là nhặt a à? nắm thảo ngươi vận khí cũng quá tốt a à, tìm được ở đâu vậy nghe lâm lôi ở một bên không ngừng não bổ trần trường an không làm gì được hắn giảng lời nói thật không ai tin a à. Trần Trường An cười ha ha, nói: "Ngay tại ven đường nhặt, Lâm Lôi cảm thán, ta đoán quả nhiên không sai." Ngay sau đó, Lâm Lôi lại liền vội vàng hỏi: "Nhiều linh thạch như vậy, ngươi định xử lý như thế nào? Tặng cho ngươi, ngươi muốn không?" Lâm Lôi lại không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, "Không được, đây là ngươi." "Huống chi ngươi có thể nhặt được nhiều linh thạch như vậy, bản liền là của ngươi cơ duyên." đã ngươi có nhiều linh thạch như vậy cái kia năm nghìn linh thạch ta thì không cho ngươi lâm lôi chỉ nhận lấy cái kia năm nghìn linh thạch mà đối với trần trường an cái này trữ vật giới chỉ bên trong hơn trăm vạn linh thạch tuy nhiên cảm thấy chấn kinh nhưng lại không động tâm trả lại cho trần trường an trường an ngươi có nhiều linh thạch như vậy có thể đi mua sắm rất nhiều tài nguyên tu luyện tin tưởng tu vi của ngươi có thể có được đột nhiên tăng mạnh chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp ta chỉ mong đi đã hôm nay phát lớn như vậy bút tiền của phi nghĩa, ta lại tấn thăng phó thống soái để ăn mừng dứt khoát chúng ta tối nay đi ăn bữa ngon, ngươi đem Linh Nhi tiểu muội kêu lên, ta cũng kêu lên nhà ta tiểu lộ, thì trong thành cái kia có tên túy tiên lâu, ta cùng tiểu lộ thế nhưng là thấy thèm rất lâu. Có thể. Vậy liền túy tiên lâu, không gặp không về. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Một luồng tàn hồn, ta chính là thọ huyết ma tôn nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio rời đi thành chủ phủ sau trần trường an cùng lâm lôi trước mỗi người về nhà sau đó tại túy tiên lâu gặp mặt đến mức sở dũng thiên hắn từ đầu đến cuối đều không có lại đi ra cùng trần trường an gặp mặt nhưng là hắn lại trong bóng tối yên lặng nhìn lấy trần trường an rời đi bóng người nghe xong bọn thủ hạ nghe được liên quan tới trần trường an tin tức thành nam thanh vân đường phố cửu khang tiệm thuốc lão bản. Trừ hắn ba năm trước đây xuất hiện tại Thiên Võ Thành, có họ hoàng lão đầu vi sư bên ngoài, liền không còn gì khác bất kỳ tin tức gì. Không nghĩ tới ta Thiên Võ Thành lại có một vị cường giả ở đây ẩn tu. Nói thật, sở dũng thiên là rất muốn làm quen Trần Trường An. Nhưng là, Trần Trường An giết thi đà giáo hai vị vương hầu trưởng lão. Đây chính là đại sự thi đà giáo tất nhiên sẽ tìm hắn báo thù. Trần Trường An tuy mạnh, nhưng thi đà giáo làm hợp châu đỉnh cấp ma đạo thế lực, cường giả như mây. Chỉ bằng hắn một người là căn bản là không có cách cùng thi đà giáo chống lại. Cho nên, một khi thi đà giáo trước đến báo thù, Trần Trường An khó thoát khỏi cái chết. Tự nhiên, Trần Trường An mặc dù cứu được nữ nhi của hắn, nhưng là sở dũng thiên không dám cùng Trần Trường An rút ngắn quan hệ để tránh bị liên lụy. Chỉ là... Sở Dũng Thiên nghĩ mãi mà không rõ vì sao Trần Trường An không mau chóng rời đi Thiên Võ Thành, lại vì sao muốn đem biết được thân phận của hắn đang phong tử đem thả. Chẳng lẽ hắn không sợ thi đà giáo trả thù? Bất quá ý nghĩ này chỉ trong nháy mắt liền bị Sở Dũng Thiên bóp tắt. Cái này Trần Trường An liền xem như mạnh hơn, chẳng lẽ có thế mạnh đến mức qua một cái đỉnh cấp ma đạo thế lực không thành? Không nghĩ nhiều nữa Trần Trường An sự tình, hắn không giúp đỡ được cái gì, cũng không muốn dính vào, không đếm xỉa đến thuận tiện, hắn ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Đại Long Sơn phương hướng. Không nghĩ tới đế cung phong ấn càng như thế kiên cố nguy hiểm, nhiều cường giả như vậy liên hợp xuất thủ đều không thể đánh vỡ hắn phong ấn, thật chẳng lẽ phải chờ tới những cái kia đỉnh cấp tiên môn đến đây mới có cơ hội phá vỡ phong ấn. Có thể nếu là như vậy, cho dù là thật phá vỡ phong ấn, chắc hẳn chúng ta cũng vô pháp tại đế cung bên trong mò được chỗ tốt gì sở dũng thiên rất không cam tâm. Phải biết cái này đế cung thì xuất hiện tại hán quảng hạt thiên võ thành phụ cận, nếu là chỗ tốt đều khiến người khác được, vậy thì thật là đáng tiếc. Cũng không biết nữ nhi khôi phục được thế nào, nghe nói gần nhất thi đà giáo cùng trường sinh giáo hai cái này đỉnh cấp tiên môn hai ngày này liền muốn đến Đại Long Sơn, chỉ mong có thể mượn cơ hội này tiến vào đế cung bên trong. Đi trên đường, Trần Trường An quan sát đến trong tay Bình Ngọc. Ở trong đó, lẳng lặng nằm một giọt thọ huyết, chảy xuôi theo sáng chói đỏ tươi hào quang, tản mát ra thần bí khí tức kinh người. Trần Trường An mỉm cười, rất hài lòng. Giọt này thọ huyết, có thể nói là hắn tiến về thành chủ phủ chuyến này đạt được lớn nhất thu hoạch. Nghe cái kia đang phong tử nói, hắn thi đà giáo người từng đạt được một giọt thọ huyết tăng thọ 300 năm, không biết trong tay của ta giọt này thọ huyết, có thể vì ta tăng thọ bao nhiêu năm. Trần Trường An rất chờ mong hắn cũng không tham lam liên tùy tùy tiện tiện cho hắn tăng thọ cái một hai trăm năm là đủ rồi trần trường an mở ra bình ngọc chuẩn bị luyện hóa nhưng nào biết được vừa mở ra bình ngọc dọc này thọ huyết thật giống như có linh trí đồng dạng hóa thành một đạo huyết sắc quang mang hướng nơi xa kích bắn đi trần trường an lại nhàn nhạt nhìn chăm chú liếc một chút vận dụng thần thủ cái kia một giọt thọ huyết trong nháy mắt bị một cái bàn tay vô hình cho trấn áp bắt ở lòng bàn tay. Trần Trường An rõ ràng cảm nhận được lòng bàn tay cái kia một giọt thọ huyết tự hồ tại rung lẫy bẫy, Trần Trường An hơi kinh ngạc hiếu kỳ. Chẳng lẽ giọt này thọ huyết nắm giữ linh trí? Sau một khắc, Trần Trường An hai con mắt lấp lóe thần quan, đó là mở ra thần mục. Trong nháy mắt đem giọt này thọ huyết xuyên thủng, gặp được dấu ở thọ huyết bên trong một luồng chính đang ngủ say yếu ớt tàn hồn. Cho dù là một luồng cực kỳ yếu ớt tàn hồn, tại trần trường an thông qua vô địch tu vi mở ra thần mục phía dưới, cũng căn bản không chỗ ẩn trốn. Vậy mà cất giấu một luồng tàn hồn. Trần trường an càng thêm kinh ngạc, hắn nhưng là nghe lâm lôi nói qua, dọc này thọ huyết là theo đế cung mà đến. Mà từ bi tiên đế đã vẫn lạc hơn mấy vạn năm, như vậy cái này sợi tàn hồn thì lộ ra không đơn giản. Người nào đang dầm ngó bản tôn? ngay tại trần trường an thông qua thần mục quan sát cái này sợi ngũ say yếu ớt tàn hồn lúc cũng đem cái này sợi tàn hồn tỉnh lại trần trường an thức hải bên trong nhất thời vang lên một đạo như thiên lôi nổ tung lạnh lùng thanh âm trần trường an cũng không kinh ngạc hỏi ngươi là ai một cái nho nhỏ dưỡng huyết giả tu có tư cách gì biết được bản tôn danh tiếng đợi bản tôn luyện ngươi thần hồn cái kia lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa ngay sau đó trong tay cái kia một giọt thọ huyết quang mang hào phóng hướng trần trường an mi tâm phóng đi nhưng trần trường an chỉ là hừ lạnh một tiếng vô địch tu vi bạo phát nhẹ nhõm đem giọt này thọ huyết trấn áp trước đó cũng là ngươi quấy nhiễu bản tôn thôn phệ nữ tử kia thần hồn giờ khắc này cái kia lạnh lùng thanh âm bên trong mang theo một chút hoảng sợ lúc trước hắn rơi vào trạng thái ngủ say liên quan tới ngoại giới phát sinh hết thảy cũng không hiểu biết chỉ cảm thấy hắn tại thôn phệ một nữ tử thần hồn lúc, cảm nhận được nguy hiểm hủy diệt khí thế, cho nên theo nữ tử kia thức hải bên trong chạy ra. Mà bây giờ, theo Trần Trường An trên thân, càng lại lần cảm nhận được cái kia nguy hiểm hủy diệt khí thế. Trần Trường An thản nhiên nói. Nói cho ta biết ngươi là ai, không phải vậy ta không ngại đưa ngươi cái này sợi tàn hồn mạt sát. Bình thản trong tiếng nói, lại tràn ngập làm cho người rùng mình sát ý dọa đến cái kia một luồng tàn hồn nhìn không được lắc một cái hắn biết rõ chính mình chỉ là một luồng tàn hồn căn bản không phải kẻ trước mắt này đối thủ sau đó liền vội mở miệng cầu xin tha thứ đạo hữu ngươi chớ muốn tiêu diệt ta đạo này tàn hồn ta chính là thọ huyết ma tôn không biết đạo hữu có thể từng nghe nói vừa dứt lời trần trường an trong hai con ngươi nhất thời nổ bắn ra tinh quang ngươi là thọ huyết ma tôn hắn trước đó tại đan phong tử chỗ đó nghe liên quan tới cái này thọ huyết ma tôn tin tức biết được người này có được thọ huyết đề luyện chi pháp cái này khiến trần trường an rất là nóng mắt nhưng cũng tiếc cái này thọ huyết đề luyện chi pháp sớm sẽ theo thọ huyết ma tôn sau khi chết triệt để thất truyền để trần trường an một hồi lâu đáng tiếc bây giờ không nghĩ tới trước mắt cái này thọ huyết bên trong cất giấu một luồng tàn hồn lại cũng là thọ huyết ma tôn cái này khiến trần trường an rất là khiếp sợ đồng thời cũng tràn ngập kinh hỷ bất quá kinh hỷ về sau trần trường an tỉnh táo lại biểu thị hoài nghi âm thanh lạnh lùng nói đã ngươi là thọ huyết ma tôn liền chứng minh thân phận của ngươi cái kia một luồng tàn hồn nói đào hữu ngươi muốn ta như thế nào chứng minh trần trường an ánh mắt thâm thúy chậm rãi nói nghe nói thọ huyết ma tôn nắm giữ một môn thần bí thọ huyết đề luyện chi pháp có thể liên tục không ngừng luyện ra thọ huyết từ đó gia tăng thọ mệnh, đã ngươi là thọ huyết ma tôn, môn kia thọ huyết đề luyện chi pháp ngươi nhưng có. Lời này vừa nói ra, cái kia sợi tàn hồn trong lòng cười lạnh, quả nhiên đang nghe bản tôn danh tiếng, liền ghi nhớ môn này thọ huyết đề luyện chi pháp, cho dù là lúc trước vây giết ta một đám cường địch, người nào không muốn lấy được môn này thọ huyết đề luyện chi pháp, còn nguyên một đám ra vẻ đạo mạo không sai nói cái gì vì thiên địa trừ hại. Thọ huyết ma tôn nói không sai, ta nắm giữ môn kia thọ huyết đề luyện chi pháp, chỉ tiếc ta hiện tại thần hồn tàn khuyết suy yếu, rất nhiều trí nhớ đều chưa khôi phục, tạm thời chỉ có thể nhớ tới cơ sở nhất thọ huyết đề luyện chi pháp. Trần Trường An hai mắt hiếp lại, cơ sở nhất thọ huyết đề luyện chi pháp. Luyện ra thọ huyết có thể cho người tăng thọ một năm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 Thọ huyết thần công, thọ mệnh đem phá trăm. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Một cổ lực lượng đáng sợ xuyên vào thọ huyết bên trong, khiến thọ huyết ma tôn hoảng sợ, có loại muốn hồn phi phách tán cảm giác. Hắn hoảng sợ kêu to. Đừng có giết ta. Đạo hữu, ta nói đều là thật, chỉ cần ta thần hồn có thể chậm rãi khôi phục lại, ta liền sẽ nhớ tới thọ huyết đề luyện chi pháp những bộ phận khác, đừng có giết ta, đừng có giết ta, cho ta một cái cơ hội cổ lực lượng kia như thủy triều chậm rãi thối lui trần trường an thản nhiên nói tạm thời tin ngươi một lần ngươi thần hồn muốn như thế nào mới có thể khôi phục dựa vào thôn phệ những người khác thần hồn lực lượng liền có thể khôi phục thọ huyết ma tôn sống sót sau tai nạn một trận khủng hoảng ở trong lòng hắn không ngừng chửi mắng trần trường an tên vương bát đảng này hắn nhưng là khiến vô số tu tiên giả nghe tin đã sợ mất mật thọ huyết ma tôn hôm nay lại bị bực này làm nhục uy hiếp không thể tha thứ đợi thần hồn của hắn khôi phục tới trình độ nhất định thọ huyết ma tôn lần thứ nhất thì muốn giết trần trường an về phần hiện tại đương nhiên là tiếp tục ủy khúc cầu toàn bảo trụ sau cùng một luồng thần hồn mới là trọng yếu nhất trần trường an nói ta cho ngươi cơ hội này đến tiếp sau sẽ cho ngươi lưu ý trần trường an cũng không lo lắng thọ huyết ma tôn đối với hắn có âm mưu quỷ kế gì nhưng nếu là dám lừa hắn, Trần Trường An tùy thời đều có thể giết hắn. Đến đón lấy đem thọ huyết đề luyện chi pháp cơ sở bộ phận nói cho ta biết. Thọ huyết ma tôn cười khổ nói, đạo hữu, ta hiện tại quá hư nhược, thực sự không cách nào đem thọ huyết đề luyện chi pháp truyền cho ngươi. Trần Trường An hừ lạnh, không chút khách khí đối thọ huyết ma tôn xuất thủ, đi tra tấn cái kia một luồng như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt thân hồn. Đạo hữu, ta hiện tại thật không cách nào truyền thụ, tha mạng A. À. Đợi ta khôi phục chút, ngay lập tức đem biết đến cơ sở thọ huyết đề luyện chi pháp truyền thụ cho ngươi, không muốn lại tra tấn ta, đạo hữu, tha mạng, tha mạng A. À. Nhưng Trần Trường An phản phất không nghe thấy, tiếp tục dày vò lấy thọ huyết ma tôn. Thọ huyết ma tôn thật sợ Trần Trường An không cẩn thận liền đem hắn làm cho hồn phi phách tán, hoảng sợ nói. Đạo hữu mau dừng tay, nhanh, mau dừng tay, ta có thể nỗ lực thử một chút, không muốn lại tra tấn ta. Trần Trường An vẫn như cũ không định chỉ tra tấn. Thọ huyết ma tôn tàn hồn đừng nói là khôi phục, hiện tại ngược lại biến đến càng thêm suy yếu, hắn triệt để sợ, liền vội vàng đem biết đến cơ sở thọ huyết đề luyện chi pháp truyền cho Trần Trường An. Trần Trường An lúc này mới định chỉ đối thọ huyết ma tôn tra tấn, vận dụng thần não, lĩnh ngộ nắm giữ thọ huyết ma tôn truyền đến cơ sở thọ huyết đề luyện chi pháp môn này thọ huyết đề luyện chi pháp có cái tên gọi thọ huyết thần công bây giờ thọ huyết ma tôn truyền thụ cho hắn chính là thọ huyết thần công bên trong nhất cấp thọ huyết tinh luyện phương pháp nhất cấp thọ huyết tu sĩ phục dụng có thể tăng thọ một năm mặc dù tăng thọ hiệu quả chỉ có một năm nhưng không ngăn nổi hắn số lượng nhiều bao ăn no chỉ là chỉ là nhất cấp thọ huyết liền có thể cung cấp hơn trăm lần tăng thọ hiệu quả nói cách khác bình thường nhất nhất cấp thọ huyết cũng có thể trợ giúp tu sĩ tăng thọ trăm năm thần hiệu nhưng thọ huyết tinh luyện cho dù là kém nhất nhất cấp thọ huyết cũng không phải là muốn làm sao tinh luyện liền có thể đề luyện ra chọn lựa đầu tiên cần tinh luyện tài liệu là tu sĩ thi thể chỉ ít hắn lúc còn sống tu vi đạt tới mệnh tuyền cảnh mới được tiếp theo tử vong không thể quá lâu một câu đến nhân lúc còn nóng trừ cái đó ra hắn tu sĩ càng mạnh trước khi chết sinh mệnh tinh khí càng dày đặc cường đại chỗ đề luyện ra thọ huyết cũng càng nhiều. Trần Trường An rất nhanh giải, rất là hài lòng. Cái này, thọ huyết thần công, đồ tốt. Đây mới là trước mắt hắn thu hoạch lớn nhất, chỉ là để hắn đáng tiếc là, cái này thọ huyết ma tôn bây giờ chỉ nhớ rõ nhất cấp thọ huyết tinh luyện phương pháp. Thọ huyết ma tôn cẩn thận từng ly từng tí, đạo hữu, cái này, thọ huyết thần công, ngươi nắm giữ như thế nào, ta cũng không có lừa ngươi. Hắn biết rõ, thọ huyết thần công phức tạp, muốn muốn nắm giữ trong đó tinh luyện phương pháp cũng không dễ dàng dù là hắn đều hao phí mấy chục năm mới thành công nắm giữ nhất cấp thọ huyết đề luyện chi pháp tại giết trên trăm tên mệnh tuyền cảnh tiểu tu sĩ sau thành công đề luyện ra một giọt nhất cấp thọ huyết mà thời gian ngắn như vậy thọ huyết ma tôn đương nhiên sẽ không nghĩ đến trần trường an đã nắm giữ nhất cấp thọ huyết tinh luyện phương pháp mà chính là lo lắng cái này trần trường an xem không hiểu cái này thọ huyết thần công tưởng rằng lừa hắn lại tới đối với hắn tiến hành tra tấn Trần Trường An thản nhiên nói Đã nắm giữ Đạo hữu nắm giữ Thọ huyết ma tôn không tin Trần Trường An không có giải thích Hắn nói Ngươi bây giờ giấu kín giọt này thọ huyết là cấp mấy thọ huyết? Thọ huyết ma tôn nghĩ nghĩ Hồi đáp Tự như là một giọt thất cấp thọ huyết Có thể tăng thọ ba ngàn năm Bất quá qua lâu như vậy Bên trong sinh mệnh tinh khí trôi qua không sai biệt lắm Chỉ sợ chỉ có thể tăng thọ mấy chục năm ta luyện hóa giọt này thọ huyết đối ngươi tàn hồn có ảnh hưởng hay không thọ huyết ma tôn lắc đầu không có có ảnh hưởng đạo hữu chỉ cần cho ta tìm khác cái khác phụ hồn chi vật thuận tiện trần trường an móc ra một khối hạ phẩm linh thạch thọ huyết ma tôn rất im lặng đạo hữu tốt nhất vẫn là cho ta một khối có thế tẩm bổ thần hồn phụ hồn chi vật có thế phụ hồn cũng không cần nhiều bức bức thọ huyết ma tôn trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không dám ngỗ nghịch trần trường an cái mạng nhỏ của mình nhưng là nắm tại trần trường an trong tay hắn thở dài một hơi nghĩ hắn đường đường không ai bị nổi thọ huyết ma tôn không nghĩ tới cũng có ngày sẽ luân lạc tới bực này khiến người ta khi dễ cấp độ đáng giận a à. hắn cũng không lên tiếng yên lặng theo cái kia một giọt thọ huyết bên trong đi ra phụ nhập khối kia thường thường không có gì là hạ phẩm linh thạch bên trong trần trường an đem khối kia hạ phẩm linh thạch đơn độc để vào trữ vật giới chỉ bên trong một chỗ ngay sau đó. Trần Trường An đem ánh mắt một lần nữa thả lại cái kia một giọt thọ huyết phía trên, hắn hiếp lại ánh mắt, sau đó đem thọ huyết nuốt vào, đem luyện hóa. Trong đầu, rất nhanh liền vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hệ thống nhắc nhở. Phục dụng thọ huyết một giọt, thọ mệnh 12, trước mắt 16, 85. Thọ mệnh rốt cục sắp đột phá 100 đại quan, Trần Trường An thật cao hứng. Cái này thọ huyết xác thực là đồ tốt, chỉ tiếc đi qua lâu như vậy cũng chỉ còn lại có điểm ấy năng lượng, mới tăng thọ 12 mỗi năm, bất quá đem thọ huyết ma tôn giữ lấy vẫn hữu dụng, chỉ ít có thể lấy đạt được thọ huyết. Trần Trường An dự định đến tiếp sau hiện giúp hắn khôi phục chút thần hồn lực lượng, sau đó theo chỗ của hắn đạt được cao cấp hơn thọ huyết tinh luyện phương pháp, để luyện ra cao cấp hơn thọ huyết. Dạng này, tuổi thọ của hắn thì thật sự dài đây là một cái có thể kéo dài phát triển hạng mục lớn đâu, đến coi trọng. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 36 Sát cơ chợt hiện Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Túy tiên lâu Trần Trường An mang theo Chung Linh Nhi vừa tới đến, liền nghe lầu hai truyền đến rừng tiếng sắm. Trường An, Linh Nhi tiểu mùi, nơi này. Lâm lôi vẫy tay, hô hào hai người. Đi vào lầu hai. Trần Trường An gặp được Lâm Lôi bên cạnh thanh tú nữ tử, cùng Lâm Lôi không sai biệt lắm tuổi tác, nàng mặc lấy một thân xanh nhạt quần áo, dáng người cao gầy, da thịt trắng triết, trên mặt nhu hòa mỉm cười. Nàng chính là Lâm Lôi ưa thích nữ tử, hàng tiểu lộ. Trung Linh Nhi nhu thuận chào hỏi. Tiểu lộ tỷ tỷ. Trường An, đã lâu không gặp. Linh Nhi, ngươi tại cửu khang tiệm thuốc còn đợi đến thói quen sao? Thói quen đây. Lâm Lôi kêu gọi Trần Trường An cùng Chung Linh Nhi ngồi xuống. Hôm nay may mắn mà có Trường An, để cho ta phát bút tiền của Phi Nghĩa. Linh Nhi tiểu muội ngươi muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm không muốn vì ta tiết kiệm tiền. Trần Trường An cười nói, Linh Nhi, Lôi Tử thật vất vả hào phóng một lần, nhiều một chút chút, thật tốt làm thịt hắn một trận. Chung Linh Nhi gật đầu. Rất nhanh, một bàn lớn mỹ thực liền bưng lên bàn. Tại trên bàn cơm. Trần Trường An có thể nhìn ra lâm lôi cùng hàng tiểu lộ ở giữa thân mật ân ái, tình cảm của hai người rất không tệ, thì liền trong không khí đều tràn ngập yêu đương hôi chu vị, làm cho người ghét bỏ. Lâm lôi nói, Trường An, lần này ta thật được thật tốt cảm tạ ngươi. Ngươi cũng nghe ta nói lên qua tiểu lộ cha nàng chính là trong thành đại hộ nhân gia, hắn một mực phản đối ta cùng tiểu lộ cùng một chỗ, dù sao ta chỉ là một cái tiểu tử nghèo, không có cái gì, nhưng bây giờ nhờ hồng phúc của ngươi, ngươi chữa khỏi thành chủ đại nhân nữ nhi, ta bây giờ là chấp pháp về phó thống soái, lại có năm nghìn linh thạch, hắc hắc, lần này cha nàng chắc hẳn sẽ không lại phản đối ta cùng tiểu lộ cùng một chỗ. Ta cùng tiểu lộ thương lượng xong, ngày mai liền đi nhà nàng thương nghị xính lễ cùng hôn sự, đợi thành hôn về sau, tái sinh mấy cái mập mạp tiểu tử. Lâm lôi giấu trong lòng đối tương lai mỹ hảo ước mơ, trong mắt hiển thị rõ hưng phấn. Hàng tiểu lộ nhếch miệng lên, hiển thị rõ nhu tình mỉm cười, nàng si ngốc nhìn qua lâm lôi, trong mắt tất cả đều là của hắn cái bóng. Trần Trường An cười nói, cái kia đến lúc đó nhớ đến gọi ta uống hai ngươi rượu mừng, ta tốt cho các ngươi bao một phần phần tử tiên. Vậy khẳng định a. À? Một bên Chung Linh Nhi nghe Lâm Lôi cùng hàng tiểu lộ muốn thương nghị xính lễ cùng hôn sự, tổ chức đại hôn, đôi mắt kia sáng lấp lánh, cũng rất là chờ mong. Đến, uống tửu, uống rượu trên bàn cơm trò chuyện vui vẻ nhưng lại tại bất ngờ ở giữa vô hình sát cơ bạo phát đã thấy túy tiên lâu bên ngoài một đạo kiếm quan thoáng qua tức thì ngay sau đó một miệng phi kiếm màu xanh thẳng hướng trần trường an lâm lôi có thuế phàm hậu kỳ tu vi cái thứ nhất phát giác được bạo phát sát cơ hắn sắc mặt đại biến trường an cẩn thận lâm lôi không hề nghĩ ngợi hướng phi kiếm màu xanh chập tới nhưng uy lực của phi kiếm quá mạnh chỉ ở vừa đối mặt liền đem lâm lôi bàn tay vạch phá máu tươi chảy ròng hắn bắt không được mắt thấy phi kiếm liền muốn đem trần trường an một kiếm động vết nhưng lại đột nhiên giống như là đã mất đi lực lượng đồng dạng bất lực rớt xuống đất lâm lôi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nghĩ mãi mà không rõ trần trường an nhìn lấy phi kiếm hai con mắt hiếp lại xem ra là có người muốn giết ta ngươi chỉ là cái phổ thông y sư ai muốn giết ngươi a à? Trần Trường An nhún vai, ta luôn luôn an phận thủ thường, làm sao biết là ai muốn giết ta. Lâm lôi cầm lấy phi kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, cái này lưỡi phi kiếm ít nhất là tam phẩm pháp bảo, có thể khống chế tam phẩm pháp bảo làm sao cũng là một tên mệnh tuyền cảnh cường giả. Lâm lôi tuy tốt kỳ phi kiếm này làm sao tại ở gần Trần Trường An thời điểm đột nhiên đã mất đi lực lượng dừng lại. Nhưng để Lâm lôi càng lo lắng là Trần Trường An an nguy. Có người muốn giết hắn. Trần Trường An trong mắt lóe ra thần quan trong vắt, đã vận dụng thần mục, tìm được dấu ở túy tiên lâu bên ngoài cách đó không xa sát thủ. Mà cái này sát thủ thân phận, để Trần Trường An rất là ngoại ý muốn. Cũng là hôm nay cho sở vô sương chữa bệnh cái kia kim gia thiên tài luyện đan sư, kim dương. Hồi tưởng hôm nay chữa bệnh, Trần Trường An tự nhận là không có có đắc tội hắn, vậy hắn tại sao lại chính mình thầm hạ sát thủ? Là bởi vì dọc kia thọ huyết. Trần Trường An nghĩ thầm. Một bên lâm lôi rất là lo lắng, hắn nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là ai ám sát Trần Trường An. Cũng mất ăn cơm tâm tình, xuất ra truyền tin phù. Trần Trường An cười nói. Lôi tử, ngươi làm gì? Ta hiện tại là chấp pháp vệ phó thống soái có quyền vận dụng chấp pháp vệ, ta hiện tại lập tức phái một nhóm chấp pháp vệ đến đây đem túy tiên lâu bốn phía phong tỏa, nhất định muốn tìm tới tên sát thủ kia lâm lôi sắc mặt cũng không dễ nhìn trong tay hắn cái kia đạo kiếm thương còn tại đau đổ máu vừa mới nếu không phải phi kiếm này đột nhiên không hiểu dừng lại chỉ sợ hắn đã trơ mắt nhìn thấy chính mình nhiều năm hảo hữu chết thảm dưới kiếm hắn quyết không cho phép một bên hàng tiểu lộ còn là lần đầu tiên kiến thức đến bực này tràn cảnh nhận lấy kinh hãi thanh tú xinh đẹp trên mặt hơi hơi trắng bệt. chung linh nhi nháy nháy mắt hết nhìn đông tới nhìn tây thì thầm trong lòng là ai dự định ám sát nhà ta trường An Ca Ca, thật là chán sống phải không? Nhà ta trường An Ca Ca liền vương hậu đều có thể một bàn tay bóp nát đây. Chung Linh Nhi biết rõ Trần Trường An cường đại, cho nên nàng cũng không lo lắng an nguy. Trần Trường An ngăn cản lâm lôi. Không cần, sát thủ kia thấy không có vết ta, chỉ sợ đã biết khó mà lui, bỏ trốn mất dạng. Lại nói, lôi tử ngươi vừa mới đề bạc làm phó thống soái, hành sự vẫn là khiêm tốn một chút tốt lâm lôi sau cùng tại trần trường an khuyên bảo cũng chỉ có thể từ bỏ đối chấp pháp vệ truyền lệnh vậy được rồi lâm lôi an ủi bên cạnh hàng tiểu lộ tiểu lộ không có việc gì chung linh nhi nháy nháy mắt nói mới lâm lôi ca kỳ thật ngươi không cần lo lắng trường an ca ca an nguy hắn rất lợi hại lâm lôi qua loa gật đầu không muốn thay đổi trần trường an tại chung linh nhi trong lòng lợi hại hình tượng liền cười nói ta đương nhiên biết hắn rất lợi hại lâm lôi lại nghiêm túc nói trường an ngươi bây giờ có tiền ta không thể một mực đợi tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi còn có tu vi của ta cũng yếu đi chút liền xem như muốn bảo hộ ngươi cũng hữu tâm vô lực tốt nhất mua mấy món phòng thân bảo mệnh pháp bảo ta nghe nói vạn bảo các là thiên võ thành lớn nhất một nhà cửa hàng nơi đó pháp bảo không ít ngươi có thể đi chỗ đó mua sắm trần trường an gật đầu thật sự là hắn cái kia đi một chuyến vạn bảo các tìm dịp hồng anh đột nhiên phát sinh chuyện như vậy lâm lôi bọn họ cũng không có tâm tình lại ăn hết qua loa kết thúc bữa tiệc lâm lôi vốn định đưa trần trường an cùng chung linh nhi về cửu khang tiệm thuốc nhưng trần trường an cự tuyệt nói cho hắn biết chính mình không có việc gì không có sát thủ có thể giết được hắn ngược lại là nói cho lâm lôi nếu là hắn có phiền toái gì cứ việc tìm hắn chính là hắn có thể giúp đỡ giải quyết lâm lôi không tin trần trường an một cái bình thường y sư có loại này năng lực toàn bộ làm như hắn nói đùa tóm lại lâm lôi cùng hàng tiểu lộ lo lắng trần trường an an nguy cuối cùng vẫn khăng khăng đem trần trường an cùng chung linh nhi đưa về cửu khang tiệm thuốc mới rời đi trên đường lâm lôi đương nhiên cũng chưa quên chính mình làm phó thống lĩnh có thể sử dụng quyền lợi điều động mấy tên tu vi tại mệnh tuyền cảnh chấp pháp vệ đi trong bóng tối bảo hộ tại cửu khang tiệm thuốc bốn phía chỉ là để hắn bất đắc dĩ là chính mình mặc dù thành phó thống soái có được điều khiển chấp pháp vệ quyền lợi nhưng hắn tự thân tu vi quá yếu lại chỉ có thuế phàm hậu kỳ tu vi vùng trọng rất nhiều chấp pháp vệ xem thường hắn nhưng bây giờ lâm lôi dù sao cũng là thành chủ đại nhân tự mình cất nhắc phó thống lĩnh mặc dù bọn họ nghe nói cái này phó thống lĩnh là bởi vì hắn giới thiệu một cái tốt y sư chữa khỏi tiểu thư mới lấy được cho nên, cũng vẹn vẹn chỉ hai tên mệnh tuyền cảnh chấp pháp vệ trong bóng tối bảo hộ. Cũng coi là cho Lâm Lôi cái này phó thống soái rất lớn mặt mũi. Lâm Lôi cũng biết rõ chính mình tu vi quá yếu, chỉ dựa vào phó thống soái chức vị này, muốn muốn trấn trụ chấp pháp vệ sợ là không dễ dàng như vậy, tâm lý âm thầm quyết định về sau đến càng thêm nỗ lực, đi tăng cao tu vi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37 Thế tử phù ai cũng bảo hộ không được. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Kim Dương tại túy tiên lâu bên ngoài, vận dụng tam phẩm thanh quan kiếm đối Trần Trường An tiến hành đánh lén ám sát. Tại Kim Dương nhìn tới. Trần Trường An chỉ là một cái dưỡng huyết sơ kỳ nhỏ yếu giả tu, hắn muốn giết Trần Trường An, bất quá là tại giữa lúc giơ tay nhất chân, liền có thể giết hắn. Tuy nhiên, theo Đan Phong tử thái độ nhìn, hắn giống như rất kiên kỵ Trần Trường An. Nhưng Kim Dương cũng không sợ Trần Trường An. Hắn chính là Kim gia thiên tài luyện đan sư, địa vị cực cao, mà Kim gia tại Hợp Châu trong thế lực so thi đại giáo còn phải mạnh hơn một đường. Cho nên, Kim Dương rất ngạo mạn, cũng rất tự đại. Nhưng càng nhiều hơn chính là tự cho là thông minh. Hắn muốn muốn ám sát Trần Trường An nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất là Trần Trường An tại thành chủ phủ cho sở vô xương chữa bệnh lúc đoạt uy phong của hắn. Tiếp theo chính là đang phong tử đem cái kia một giọt thọ huyết cho trần trường an kim dương muốn giết trần trường an đem thọ huyết cho cướp đi thậm chí tại kim dương xem ra chỉ cần hắn vụng trọng xuất thủ lặng yên không một tiếng động ai cũng không biết cái này trần trường an là hắn giết chết mặc cho trần trường an bối cảnh lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được hắn lại không nghĩ rằng hắn vậy mà ám sát thất bại trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cái kia tam phẩm thanh quan kiếm rõ ràng uy lực mười phần, chỉ bằng Trần Trường An bên cạnh cái kia thuế phạm tu sĩ căn bản là ngăn không được công kích của hắn. Theo lý mà nói, hắn một kiếm này chém ra, đủ để cho Trần Trường An đầu người rơi xuống đất. Nhưng kết quả lại là chiếc kia thanh quan kiếm mạc danh kỳ diệu cùng hắn đã mất đi liên hệ. Kim Dương nghĩ mãi mà không rõ, cũng để cho hắn có dám lại tùy tiện xuất thủ, liền bám theo một đoạn trần trường an lại tìm cơ hội thích hợp lúc này kim dương ngay tại cửu khang tiệm thuốc phía ngoài một chỗ đường đi nơi hẻo lánh yên lặng quan sát lấy dự định lần nữa động thủ hắn lại căn bản không biết chính mình đến tột cùng trêu chọc hạng gì đáng sợ nhân vật cửu khang tiệm thuốc bên trong trần trường an hai con mắt bắn ra thần quang trong vắt nhìn chăm chú lên kim dương nhất cử nhất động linh nhi ngươi sớm đi nghỉ ngơi ta đi ra ngoài một chuyến chung linh nhi không sai biệt lắm biết trần trường an làm gì đi nàng rất ngoan ngoãn gật đầu trần trường an rời đi cửu khang tiệm thuốc cũng đưa tới lâm lôi phái tới bên ngoài trong bóng tối bảo hộ hắn chấp pháp vệ chú ý hai tên chấp pháp vệ hiếu kỳ trần trường an hơn nửa đêm làm gì nhưng sau một khắc theo trần trường an bước ra một bước cả người giống như thuấn di đồng dạng biến mất tại hai tên chấp pháp vệ trong tầm mắt hai tên chấp pháp vệ mở to hai mắt nhìn nắm thảo người khác đâu bọn họ ra sức dụi dụi con mắt hoài nghi là đang nằm mơ cùng lúc đó làm trần trường an theo cửu khang tiệm thuốc đi ra cũng đưa tới kim dương chú ý xem ra tiểu tử này hoàn toàn không có đem trước ám sát để ở trong lòng kim dương cười lạnh trong mắt sát cơ lóe lên chuẩn bị đối trần trường an động thủ nhưng lúc này trần trường an bóng người đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt của hắn kim dương mộng người đâu ngay sau đó kim dương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một cái thanh bào thiếu niên liền xuất hiện ở trước mặt hắn dọa đến kim dương trực tiếp lùi lại hai ba bước ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này kim dương trong lúc nhất thời não mạch kín không có chuyển tới trần trường an thản nhiên nói ta vì sao lại ở chỗ này Câu nói này cần phải ta hỏi ngươi mới đúng." Kim Dương không biết vì sao, tâm lý đối Trần Trường An phát lên một tia không hiểu kiên kỵ nguy hiểm. Hắn vội vàng giấu ở trong mắt bối rối, rất nhanh trấn định lại, cười lạnh nói. "Đường phố này cũng không phải nhà ngươi, ta xuất hiện tại chỗ nào cùng ngươi có quan hệ gì? Tối nay ánh trăng phá lệ tròn, ta ở chỗ này ngắm trăng không được sao?" Trần Trường An cũng không nói nhảm, đem thanh quan kiếm xuất ra, tại kim dương trước mặt lung lay cái này lưỡi phi kiếm có phải hay không là người rớt cái này không là của ta kim dương phủ định hoàn toàn nhưng vừa dứt lời kim dương đột nhiên nổi lên ánh mắt một tranh thẳng hướng trần trường an chỉ thấy hắn một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thi triển pháp thuật một đầu hỏa mãn từ phía sau xông ra giữ tận hung ác hướng trần trường an gào thét mà đi mở ra cái kia to lớn miệng lớn muốn một miệng nuốt Trần Trường An. Đi chết. Đối mặt Kim Dương thình lình xảy ra khởi xướng công kích, Trần Trường An thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui, chỉ là đem trong tay thanh quan kiếm dương lên. Xoẹt, trong chốc lát, chói mắt sắc bén màu xanh kiếm quan vạch phá đen nhánh bầu trời đêm. Mang theo vô cùng kiếm uy, một kiếm đem hỏa mãn chém giết, thì liền cái kia Kim Dương cũng bị đạo này sắc bén màu xanh kiếm quan chém thành hai nửa nhưng trong tưởng tượng máu tươi vẫy ra tràn cảnh cũng không có phát sinh, chỉ thấy cái kia kim dương bị chém thành hai nửa thân thể máu thịt lại hóa thành hai nửa phù lục. Mà kim dương bản thể, đã bị truyền tống đến ngoài trăm thước. Kim dương hoảng sợ khiếp sợ nhìn về phía cửu khang tiệm thuốc phương hướng, âm thanh rung rẩy. Gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ. Hắn căn bản không phải cái gì dưỡng huyết giả tu, có thể đem mệnh tuyền cảnh ta một kiếm nhẹ nhõm chém giết. Hắn ít nhất là thọ luân cảnh, thậm chí là thiên mệnh cảnh cường đại tu sĩ đáng giận lật thuyền trong mương may mắn mà có ta có trong tộc trưởng lão ban thưởng một trương thế tử phù không phải vậy ta hiện tại đã là vong hồn dưới kiếm của hắn kim dương không khỏi rùng mình một cái lại không còn muốn cùng trần trường an chiến đấu dự định làm ra tất cả vốn liếng chạy trốn mà tại thanh vân đường phố trần trường an kinh ngạc nhìn cái kia bị chém thành hai nửa phù lục đốt đốt thành tro bụi Trần Trường An nhớ tới tại tàn thư các bên trong một quyển sách bên trong chỗ ghi lại một loại cường đại phù lục, Thế Tử Phù. Này phù ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực, có thể vì sử dụng ngăn cản một lần nguy cơ sinh tử, luyện chế cực kỳ khó khăn, cho nên loại bùa chú này rất trân quý. Không có nghĩ tới tên này trong tay lại có ở Thế Tử Phù hộ loại bùa chú này, không hổ là Thế Gia Đệ Tử. Trần Trường An lẩm bẩm nói, vận dụng thần mục, nhìn chăm chú lên kim dương chạy trốn ở trước mặt hắn. Kim Dương muốn chạy trốn, không có khả năng. Đối mặt muốn giết mình người, Trần Trường An từ trước tới giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn thu hồi thanh quan kiếm, dẫm lên thần bộ, không nhanh không chậm hướng Kim Dương đuổi theo. Giống như là mèo vần chuột đồng dạng, sau cùng nhìn đến chuột trốn vào thành chủ phủ. Xem ra hắn biết mình trốn không thoát thiên võ thành, muốn tìm thành chủ phủ sở dũng thiên hộ tính mạng hắn. Trần Trường An lạnh hừ một tiếng. Hắn muốn giết người. Ai cũng bảo hộ không được. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38 Ngươi thì tính là cái gì, uy hiếp? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Kim Công Tử, ngươi tại sao trở lại? Thành chủ phủ, Kim Dương đến, kinh động đến sở dũng thiên cùng sở vô sương hai cha con. Hai cha con nhìn lấy thần sắc bất an Kim Dương, rất là nghi hoặc kim dương sắc mặt trắng bệch hắn nói sở thành chủ có người muốn giết ta cho nên ta tạm thời tới trước ngươi nơi này đến tránh né trên đường ta đã cho gia tộc truyền đi cầu cứu tánh mạng tại kim gia còn không có phái người đến trước hy vọng sở thành chủ có thể che chở ta lời này vừa nói ra sở dũng thiên lòng có bất an không khỏi khẽ châu mày hỏi kim công tử là người phương nào muốn giết ngươi cũng là hôm nay cho vô sương chữa bệnh tiểu tử kia kim dương sắc mặt tái nhật lại khó coi tràn ngập hận ý hắn không nghĩ tới kết quả lại sẽ là như vậy nghĩ đến chính mình tấm kia dùng hết thế tử phù kim dương liền đau lòng không ngừng đây chính là có thể bảo mệnh đồ tốt cứ như vậy trắng trắng dùng hết đợi gia tộc phái tới cường giả hắn nhất định phải làm cho trần trường an lấy mạng hoàng lại mà bây giờ hắn một đường chạy trốn tới thành chủ phủ lo lắng đề phòng tâm cũng rốt cục buông ra tại kim dương xem ra hắn tại thành chủ phủ an toàn trần trường an tuy mạnh chẳng lẽ còn có thế mạnh đến mức qua sở dũng thiên hay sao sở dũng thiên thế nhưng là hóa thần cảnh vương hầu trần trường an nếu là dám chạy đến thành chủ phủ tới giết hắn sở dũng thiên chắc chắn dạy hắn làm người chính mình thế nhưng là kim gia thiên tài luyện đan sư sở dũng thiên không có khả năng thấy chết không cứu Kim Dương trong lòng như vậy nghĩ đến. Nhưng hắn không nghĩ tới, làm chính mình nói ra là Trần Trường An muốn giết hắn thời điểm. Sở Dũng Thiên bình tĩnh sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Người trêu chọc vị kia Trần Công Tử. Sở Dũng Thiên thần sắc biến hóa, để Kim Dương tâm lý có loại bất tường dự cảm, hắn trầm giọng nói. Thế nào? Thì liền một bên sở vô sương, cũng không nhìn được hiếu kỳ nàng rất ít gặp đến phụ thân có loại này thất thố biểu lộ. Sở Dũng Thiên nhìn Kim Dương ánh mắt giống như là đang nhìn một cổ thi thể, hắn ngưng trọng nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái kia Trần Công Tử vì sao muốn giết ngươi? Kim Dương thật cũng không muốn nói ra, nhưng đối mặt Sở Dũng Thiên ánh mắt sắc bén, hắn cũng không giấu giếm nữa. Ta Kim Gia có vị Thái Thượng trưởng lão thọ mệnh đem kiệt, không nghĩ tới lại gặp được giọt này thọ huyết. Sở Dũng Thiên nói, cho nên ngươi liền muốn giết vị kia Trần Công Tử, từ đó chiếm lấy thọ huyết. Kim Dương gật đầu mờ mịt nói. Đúng là như thế, thế nào? Sau đó, Kim Dương lại nói. Ta vốn cho là hắn chỉ là dưỡng huyết sơ kỳ tu sĩ mà thôi, nhưng nào biết được gia hỏa này giấu sâu như vậy, cũng không biết tu vi thật sự là thọ luân cảnh, vẫn là thiên mệnh cảnh, hại ta bị thiệt lớn, kém chút mệnh tan tên kia trong tay, bất quá may ra ta chạy trốn tới thành chủ phủ, có sở thành chủ hộ ta, hắn có dám đem ta như thế nào? Sở Vô Sương kinh ngạc. Hắn mạnh như vậy? Sở Vô Sương rõ ràng nhìn Trần Trường An tuổi tác không lớn, mới mười mấy tuổi, làm sao có cao thâm như vậy tu vi? Chẳng lẽ là tu tiên thiên kiêu? Kim Dương nói, "Sở thành chủ, ta nói lên tên kia, ngươi thần sắc thì thay đổi, hắn đến cùng là ai?" Kim Dương nhịn không được để Sở Dũng Thiên cười khổ một tiếng kim công tử ta nói ngươi trêu chọc người nào không tốt vì sao muốn đi trêu chọc cái kia kẻ hung hãn ngươi liền xem như trốn đến thành chủ phủ hắn nếu là muốn giết ngươi ta cũng vô pháp che chở ngươi lời này vừa nói ra kim dương mộng một bên sở vô sương cũng đầy mặt nghi hoặc ngoan nhân phụ thân vì sao thì liền ngươi đều không thể che chở hắn có cái gì để ngươi như vậy kiên kỵ kim dương cũng nhìn về phía sở dũng thiên muốn biết vì cái gì sở dũng thiên nói kim công tử lúc ban ngày ngươi cần phải gặp được thi đà giáo đang đạo hữu đối với hắn kiên kỵ cung kính ngươi có biết là nguyên nhân gì kim dương trong lòng càng thêm bất an do dự một chút lo lắng nói lai lịch của hắn phi phàm có thể nắm giữ bực này tu vi chẳng lẽ là hợp châu xưng bá tiên môn thế lực sở dũng thiên lắc đầu sai vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì kim dương lo lắng truy vấn Sở Dũng Thiên ánh mắt thâm thúy, ngưng trọng nói. Bởi vì Đan Đạo hữu thấy được trên người hắn hai đạo thi huyết quan, gần nhất thi đà giáo hai tên vương hầu trưởng lão chết thảm, một tên vương hầu trưởng lão thừa dịp ta tiến về Đại Long Sơn suy nghĩ sâu xa muốn đồ thành, nhưng lại bị trong thành cường giả bí ẩn một cái tay cho bóp nát, một tên khác vương hầu trưởng lão, Đan Đạo hữu nói cũng là tử tại thiên võ thành phụ cận. Sở Vô Sương đôi mắt đẹp chấn kinh. Chẳng lẽ cường giả bí ẩn chính là hắn? Kim Dương thần sắc đại biến, không thể tin được. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà giết thi đà giáo hai đại vương hầu trưởng lão. Theo sở dũng thiên cái này bên trong đạt được tin tức, quá mức kình bạo rung động, Kim Dương chỉ cảm thấy một cổ ý lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, lạnh đến toàn thân cũng nhìn không được phát trung. Sở dũng thiên cảm thán nói. Tuy chỉ là đang đạo hữu suy đoán, nhưng chỉ sợ cái này 89 phần 10 liền là chân tướng, Kim Công Tử, ngươi vẫn là mau rời khỏi thành chủ phủ đi hắn liền thi đà giáo vương hầu trưởng lão đều có thể một cái tay nhẹ nhõm bóp nát hắn nếu là muốn giết ngươi ta không gánh nổi ngươi bất quá nghe nói đan đạo hữu đã đem tin tức truyền về thi đà giáo chắc hẳn thi đà giáo chẳng mấy chốc sẽ có động tác kim dương sắc mặt trắng bệch toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra có thể nói hắn chưa bao giờ có hôm nay như vậy hoảng sợ qua Hắn không nghĩ tới Trần Trường An thực lực chân thật vượt xa tưởng tượng của hắn, phá vỡ hắn nhận biết, có thể nhẹ nhõm bóp nát Vương Hầu, hắn chẳng lẽ là bất diệt cảnh đỉnh cấp giáo chủ. Bây giờ trở về muốn chính mình mới vừa từ Trần Trường An trong tay đào tẩu, thì có loại đi một chuyến quỷ môn quan cảm giác. Kim Dương không nói hai lời, lập tức liền muốn rời đi thành chủ phủ, chạy ra thiên võ thành. Nhưng lúc này, Kim Dương đột nhiên gặp được cái gì, cả người như bị sét đánh cứng đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Sở Dũng Thiên cùng Sở Vô Sương theo Kim Dương ánh mắt nhìn lại, lại thấy phía trước 10 mét bên ngoài, chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện một tên thanh bào thiếu niên. Sự xuất hiện của hắn, cho dù là nắm giữ hóa thần cảnh tu vi, Sở Dũng Thiên đều không có nửa điểm cảm giác được, không khỏi cảm thấy rùng mình, thầm nghĩ trong lòng. Người này đột nhiên xuất hiện liền ta thần thức cũng không từng phát giác được, tất nhiên là thực lực thông thiên giáo chủ nhân vật. Cái gì thời điểm đại trọng tu tiên giới lại xuất hiện một vị trẻ tuổi như vậy giáo chủ nhân vật? Sở Dũng Thiên tâm lý hiện lên mọi loại suy nghĩ. Mà Sở Vô Sương ngược lại là cũng không e ngại Trần Trường An, chỉ là đối Trần Trường An tràn ngập tò mò. Như vậy tuổi trẻ cường giả vẫn là những cái kia cải lão hoàng đồng thế hệ trước. Sở Dũng Thiên vội vàng chắp tay chào hỏi. "Trần công tử, sao ngươi lại tới đây?" Trần Trường An nói: ta vì hắn mà đến. Sở dũng thiên do dự một chút, nghĩ thầm cái này kim dương thân phận không thấp, lại là thiên tài luyện đan sư, phụ thân càng là kim gia cầm quyền người, nếu là hắn chết tại thành chủ phủ, phiền phức của hắn cũng không nhỏ. Liền mở miệng nói. Trần công tử, hắn là kim gia đệ tử, ngươi nếu là giết hắn, kim gia sẽ không từ bỏ ý đồ, sao không như tha hắn một lần, chắc hẳn hắn hiện tại đối với mình hành động, đã vạn phần hối hận, đều thối lui một bước trời cao biến rộng trần trường an cười cười ngươi là muốn làm hòa sự lão mong rằng trần công tử có thể cho ta một cái mặt nhưng còn chưa có nói xong trần trường an hừ lạnh ngươi thì tính là cái gì cũng dám ở trước mặt ta làm hòa sự lão đang khi nói chuyện nương theo lấy khủng bố vô biên uy áp giống như lao nhanh dòng nước lũ đồng dạng hướng sở dũng thiên phát tiết mà đến sở dũng thiên sắc mặt đại biến bị cái này cổ kinh khủng vô biên uy áp ép tới lão đảo lùi lại, hắn không dám thở mạnh một cái, sắc mặt trắng bệt, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân cũng không nhìn được trung lên, không dám tiếp tục nói một câu. Hắn lo lắng cho mình nói thêm câu nữa, trần trường an tự như bóp nát thi đà giáo trưởng lão như thế, đem hắn cũng cho bóp nát. Không nghĩ tới nhất thành chi chủ tại trần trường an trước mặt, liền lời cũng không dám nói. Trần Trường An đôi mắt đóng mở, nhìn về phía Kim Dương. Kim Dương trắng xám lấy khuôn mặt, hắn nhìn không được toàn thân phát trung, nhưng nghĩ tới chính mình làm sao đều là Kim gia đệ tử, hắn chưa từng bị hôm nay khi dễ dương này, hắn không tin cái này trần trường an thực có can đảm giết hắn. Liền hít thở sâu một hơi, cố giả bộ trấn định quát nói. Ta chính là Kim gia cái này đệ nhất thiên tài luyện đan sư, phụ thân chính là Kim gia cầm quyền tam trưởng lão, ta cùng những cái kia thi đà giáo trưởng lão không giống nhau, ngươi, ngươi nếu là dám giết ta, kim gia sẽ không bỏ qua ngươi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39 Kim Dương Tử, Chớ Đắc Tội Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trần Trường An hiếp lại hai mắt Cho nên, ngươi là đang uy hiếp ta Sát ý lạnh như băng, theo Trần Trường An trên thân tràn ra Như trời đông giá rét lãnh nguyệt, cống đến Kim Dương toàn thân khống chế không nổi phát trung linh hồn tại không ở rung rẩy. Ta, ta cũng không có uy hiếp ngươi, chỉ, chỉ là hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Kim Dương sắc mặt tái nhợt, rung giọng hồi đáp. Một bên sở dũng thiên cùng sở vô sương không nói gì, chỉ là tâm lý thầm nghĩ cái này Kim Dương là kẻ ngu. Biết rõ hắn liên tục giết thi đà giáo hai đại vương hầu trưởng lão, còn bỏ mặt đang phong tử rời đi, hoặc là người này thực lực mạnh mẽ, không sợ thi đà giáo, hoặc là chính là tự đại cùng vọng người loại này người không sợ nhất người khác uy hiếp nếu là uy hiếp ngược lại có khả năng sẽ đem hắn chọc giận trần trường an khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh ta nếu là người bình thường sớm đã chết trong tay ngươi ngươi muốn giết ta ta vì sao muốn buông tha ngươi ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn cùng kim gia là địch kim dương cắn răng nói nhưng hắn vừa mới dứt lời Trần Trường An đã chém ra một đạo lăng liệt kiếm quang, hướng Kim Dương đánh tới. Cái này một đạo kiếm quang, ẩn chứa cường đại đáng sợ uy năng, trong nháy mắt xé rách hư không, là như vậy chói mắt, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Chỉ trong nháy mắt, Kim Dương đầu cùng thân thể tách rời, hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Trần Trường An trong tay, rõ ràng là Kim Dương tại túy tiên lầu ám sát hắn sử dụng tam phẩm pháp bảo thanh quan kiếm đem kiếm thu nhập trữ vật giới chỉ, trần trường an thần sắc bình thản lẩm bẩm nói. Lười nhát cùng ngươi miệng lưỡi chi tranh, kim gia nếu là không biết sống chết, diệt là được. Ngay sau đó, Trần Trường An nhìn về phía sở Dũng Thiên cùng sở Vô Sương. Đối với cha và con gái sắc mặt không khỏi biến đến trắng xám, làm Trần Trường An ánh mắt nhìn sang lúc, trong lòng bọn họ đều rung lên, mí mắt nhảy lên, lo lắng Trần Trường An sẽ sẽ không giết người diệt khẩu. Kể từ đó, liền không có người biết được Kim Dương là ai dết. Điểm trọng yếu nhất Trần Trường An có thế một cái tay dễ như trở bàn tay đem thi đà giáo vương hầu trưởng lão bóp nát. Như vậy, chắc hẳn dết lên bọn họ hai cha con, càng thêm không cần tốn nhiều sức. Sở Dũng Thiên nuốt một ngụm nước bọt, cố giả bộ trấn định lộ ra cười ngượng ngùng. Trần, Trần Công Tử, ngươi cứ việc yên tâm, ta, ta nhất định không tiết lộ là ngươi dết kim dương tin tức trần trường an cười nói sở thành chủ không cần sợ hãi trần mỗ cũng không phải là người hiếu sát huống chi ngươi cùng ta không oán không cừu sở dũng thiên một chút an tâm không khỏi vì trần trường an lo lắng nói cái kia kim gia bên này không sao ngươi muốn thông tri liền thông tri sở dũng thiên trong lòng có chút kinh ngạc nên biết kim gia cũng không phải là phổ thông tu tiên thế gia tại hợp châu truyền thừa trên vạn năm thì liền bất diệt cảnh nhân vật cấp độ giáo chủ cũng có vài vị thậm chí còn có vạn pháp cảnh chân quân lão tổ tông trần trường an giết cái này kim gia thiên tài luyện đan sư kim gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ hắn thật không sợ chớ có đến kim gia tìm hắn tính sổ sách lúc mới biết được chạy trối chết trần trường an tuy mạnh nhưng sợ dũng thiên trong lòng suy đoán tu vi của hắn nhiều nhất ngay tại bất diệt cảnh không có khả năng tại bất diệt cảnh phía trên loại kia vạn pháp cảnh tuyệt đỉnh cường giả cái nào không phải tại đại trọng tu tiên giới quát tháo phong vân danh chấn một châu đại nhân vật mà trần trường an hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy cũng chưa từng nghe tới hợp châu có người như vậy sở dũng thiên nghĩ nghĩ cung kính nói công tử trong khoảng thời gian này thiên võ thành không yên ổn tới hai tên thi đà giáo trưởng lão không biết công tử có thể nghe nói việc này sở dũng thiên vốn định ám chỉ trần trường an thi đà giáo muốn tìm hắn tính sổ sách nào biết được trần trường an cũng không che giấu nói là ta giết thi đà giáo cái kia hai tên trưởng lão thế nào trần trường an như vậy trực tiếp trả lời để sở dũng thiên nhất thời nghẹn lời không biết nên nói cái gì cho phải một bên sở vô sương mở miệng nói công tử đã có thế tùy tiện mạt sát thi đà giáo hai vị vương hầu trưởng lão vì sao muốn thả đi thi đà giáo đang trưởng lão để hắn đem tin tức của ngươi truyền trở về thi đà giáo tất nhiên sẽ châm đối công tử. Trần Trường An thản nhiên nói. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, vẫn là câu nói kia, cái kia đang phong tử cùng ta không oán không cừu, hắn không có ra tay với ta, ta tự sẽ không xuất thủ giết hắn. Nhưng nếu là có người dám trêu chọc ta, thì đừng trách ta không khách khí. Cái kia bình thản trong tiếng nói, tràn đầy băng lãnh dày đặc sát ý, khiến sở vô sương cùng sở dũng thiên hai người chỉ cảm thấy rùng mình, trong lòng phát ruông không biết vì cái gì trong lòng bọn họ có một loại hoang đường cái nhìn cho rằng kim gia thi đà giáo tìm đến trần trường an phiền phức chưa chắc có thể đem hắn như thế nào trần trường an đem kim dương trên thi thể trữ vật giới chỉ gỡ xuống nói hai vị người đã tử ta thì không ở lâu đi về trước nói xong bước ra một bước trần trường an biến mất tại thành chủ phủ đến vô ảnh đi vô tung thần bộ phía dưới có thể nói là xuất quỷ nhập thần làm cho người kinh hãi không thôi trần trường an sau khi đi sở vô sương cùng sở dũng thiên cha và con gái hai liếc nhau sở vô sương nói kim dương chết rồi kim gia khẳng định sẽ giận dữ phụ thân chúng ta làm sao bây giờ sở dũng thiên thở dài mắt nhìn kim dương thi thể hắn đây là tự tìm đường chết trêu chọc vị này ai cũng cứu không được hắn đã vì này công tử không quan tâm tiết lộ chính là hắn giết người, vẫn là cho Kim gia truyền cái tin tức đi thôi, không phải vậy Kim Dương Tử tại thành chủ phủ, cái kia Kim gia trách tội đến nơi này của ta, chẳng phải là làm cái oan đại đâu. Bất quá nghĩ tới điều gì, sở dũng thiên triệu đến quản sự, nghiêm túc phân phó. Lâm lôi, chấp pháp vệ phó thống soái thật tốt đề bạc, chớ đắc tội, đem bổng lộc của hắn đề cao đến đại thống lĩnh một cái cấp bậc. Tuân mệnh quản sự rời đi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 40 Kim Truyền Phong, chưa từng nghe nói. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Biển mây cuồn cuộn, một chiếc bảo thuyền lấy tốc độ cực nhanh vạch phá bầu trời, bay qua sơn hà đại địa. Đầu thuyền phía trên, đang có hai tên nữ tử. Cái này hai tên nữ tử, chính là từ trường sinh giáo rời đi đông phương lãnh nguyệt cùng tầng triều nhang. Một đường lên, Tần Triều Nhan đều đang cố gắng luyện hóa từ bi kiếm, cũng rốt cục lấy được một tia yếu ớt thành quả, cùng từ bi kiếm thành lập một tia liên hệ, có thể miễn cưỡng khống chế kiếm này. Gặp tình huống như vậy, Đông Phương Lãnh Nguyệt càng là đại hỷ, Triều Nhan, ngươi bây giờ cùng từ bi tiên đế đế khí thành lập một tia liên hệ, xem ra lần này đế cung hành trình nhất định có ta trường sinh giáo một chỗ cắm dùi. Theo Đại Long Sơn bên kia truyền về tin tức, đế cung phong ấn kiên cố vô cùng, còn không người có thể đánh phá, vi sư từ nơi sâu xa cảm thấy, có lẽ ngươi nương tựa theo thanh này từ bi kiếm, có lẽ là mở ra đế cung quan trọng. Tần Triều Nhan cung kính nói, đồ nhi định sẽ cố gắng, không cô phụ sư tôn cùng trường sinh giáo hy vọng. Đông Phương Lãnh Nguyệt nhìn ra xa phía trước vô tận biển mây, bà búi tóc đen bay múa, nàng nói. Đồ nhi, thiên võ thành sắp đến, cho vi sư nói lại giảng vị tiền bối kia kinh thiên hành động vĩ đại, người này chỉ dựa vào một cái phổ thông phàm thiết phá đau nhất đau đem Đại Long Sơn chém thành hai nửa. Như thế thực lực e là cho dù là ta trường sinh giáo thái thượng lão tổ đều không thể làm đến, vị này tiền bối thực lực, đến tột cùng đạt tới chưa từng kinh khủng cảnh giới. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa có một chiếc màu vàng kim bảo thuyền tới gần, thuyền trên khuôn mặt, đứng thẳng một cây mặt trời cờ xí trong gió bay phất phới. Đông phương lãnh nguyệt mày liễu châu lên. Là kim gia bảo thuyền xem ra Kim Gia cũng phái người đến tranh đoạt tiên đế truyền thừa. Rất nhanh. Hai thuyền tới gần. Kim Gia bảo thuyền phía trên, cầm đầu là một tên phúc hậu nam tử mặc áo vàng. Đông Phương Lãnh Nguyệt nhận biết, người này là Kim Gia Nhị Đương Gia, Kim Truyền Phong, thành danh sớm có 600 năm, chính là Kim Gia Ba Đại Giáo chủ cấp nhân vật. Kim Gia tại Hợp Châu, thế lực cường thịnh, trên mặt nổi liền có Ba Đại Giáo chủ cấp nhân vật, đương đại gia chủ Kim Truyền Hùng, trước mắt cái này nhị đương gia kim truyền phong tam đương gia kim truyền biển kim truyền phong cùng đông phương lãnh nguyệt lẫn nhau bắt chuyện qua đông phương lãnh nguyệt nói không nghĩ tới kim gia càng đem ngươi phái tới xem ra ngươi kim gia đối với lần này tiên đế truyền thừa là nhất định phải được kim truyền phong lắc đầu nói lãnh nguyệt tiên tử quá để mắt ta kim gia lần này tiên đế truyền thừa xuất thế kinh động tu tiên giới Ta một cái nho nhỏ Kim gia tại trận này phong bạo bên trong có thể hút miếng canh liền đủ hài lòng, tiên đế truyền thừa chính là tiên duyên, không thể cưỡng cầu, hết thảy thuận theo tự nhiên, lần này đến đây còn có chuyện trọng yếu hơn dễ xử lý. Đông Phương lãnh ngoạc nguyệt nghi ngờ nói, ngươi Kim gia ngoại trừ vị tiên đế truyền thừa mà đến, còn có chuyện gì xử lý? Kim Truyền Phong trong mắt lóe lên một vệt vết sạch. Tối hôm qua, ta kim gia thế hệ tuổi trẻ xuất chúng nhất thiên tài luyện đan sư chết thảm tại thiên võ thành, lần này là đi xử lý chuyện của hắn. Đông Phương lãnh nguyệt kinh ngạc, tại hợp châu còn có người dám giết người kim gia thiên kiêu, có thể biết là ai. Kim truyền phong thần sắc biến đến ngưng trọng, hắn mở miệng nói, theo thiên võ thành thành chủ sở dũng thiên chỗ tin tức truyền đến, kẻ giết người là Trần Trường An, nghe nói người này thực lực mạnh mẽ, một cái tay liền có thể tùy tiện bóp nát vương hầu trưởng lão chỉ sợ cùng người ta là ngang nhau cảnh giới giáo chủ cấp nhân vật. Trần Trường An, người này ngược lại chưa nghe nói. Đông Phương Lãnh Nguyệt lắc đầu. Một bên Tần Triều Nhan cũng chưa từng nghe nói Trần Trường An danh tiếng. Hai nữ lại không biết, cái này Trần Trường An chính là các nàng lần này tiếng về Thiên Võ Thành bái phỏng cái kia cường giả bí ẩn. Tần Triều Nhan lúc ấy cũng chưa hỏi Trần Trường An danh tiếng, chỉ biết Trần Trường An bảo nàng tiếng về Thiên Võ Thành Cửu Khang tiệm thuốc tìm hắn. Đông Phương Lãnh Nguyệt nói: Kim đạo hữu, đã đối phương cũng là giáo chủ cấp nhân vật, chỉ bằng vào ngươi một người, muốn đối phó hắn chỉ sợ không dễ dàng. Kim Truyền Phong nói: Đại ca cùng Tam Đệ đã đang trên đường tới, lần này dù sao chết là Tam Đệ chi tử, nếu là cứ như vậy buông tha hắn, chẳng phải là để hợp Châu tu sĩ chê cười. Đông Phương Lãnh Nguyệt nghi hoặc, ba đại giáo chủ cấp nhân vật đối phó một tên giáo chủ, cũng không khó chỉ là cái kia trần trường an sẽ ngốc lấy tại thiên võ thành chờ các ngươi đi tìm hắn báo thù kim truyền phong hừ lạnh người này cùng vọng tự đại chưa từng đem ta kim gia để vào mắt nghe nói còn đợi tại thiên võ trong thành tiêu sái tự tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn là cái gì cho hắn tư bản ta đã truyền tin cho thi đà giáo hắn giết thi đà giáo hai đại vương hậu trưởng lão thi đà giáo sau lại từ bỏ ý đồ ta kim gia cùng thi đà giáo liên thủ hắn liền xem như giáo chủ cấp nhân vật, cũng phải mệnh tan thiên võ thành. Đông Phương lãnh nguyệt im lặng. Người này thật đúng là bốn phía gây thù hằn, rất là phách lối. Một bên Tần Triều Nhan tán đồng gật đầu, lại cảm thấy ngày đó tại Đại Long Sơn cứu nàng cái vị kia cường giả bí ẩn cỡ nào điều thấp, khiêm tốn. Nếu không phải hắn xuất thủ, Tần Triều Nhan thậm chí còn cho là hắn chỉ là một cái nhỏ yếu dưỡng huyết giả tu đâu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.